Hôm nay tại Lạnh Trang, một đêm buồn vô cùng không xiết kể. Bần sĩ chưa được thành thơi, không biết nói gì giờ hơn là một ngày này đã ngắn ngủi kể như hết. Mà tất cả đầu tâm của băng tín đồ Phật giáo của chúng ta hay là trong ngoài chung quy chỉ một thôi. Tâm sự gì giờ hà tất cả quý đạo, quý anh em, đồng bào, nhân loại, chúng sanh. Nói gì giờ, lời hơn lẽ thiệt cũng đã hết rồi. Phân dân cũng muộn, mà tìm kiếm hay là rảo khắp thì cũng đâu có còn. Trễ lắm rồi, chỉ còn niệm Phật. Mà mình niệm Phật bằng cách nào? Niệm ở đâu? Niệm bao giờ? Niệm tiếng lớn hay nhỏ? Niệm cho thanh thoát hay sao? Hay là phải đi chỗ nào mới niệm Phật? Chúng ta bắt đầu tập sự niệm Phật. Có niệm hay không vậy, tất cả chúng sanh bá tánh, đồng đạo, anh chị em của mình, anh em nhớ lại có niệm Phật không? Có liền do với Phật không? Có khích liền với Phật không? Hay là mình niệm buổi chiều nay một tiếng, ngày mai một tiếng, hay là trong đêm hôm một tiếng rồi sáng mai hết không có niệm? Nhớ lại quãng đời mình có niệm Phật không mà mình xưng hô tán tụng rằng mình Phật tử, cùng là con của Phật vậy. Chứ bần sĩ thấy kiểm bên trong và đi trong dòng hệ của tâm linh của tất cả, hiểu biết được vì ta đã thực tập đi đến một thế giới hư vô, có nghĩa là không người đâu. Biết được tất cả một người hai người trong đạo, anh chị em hay là chúng sanh đều thiếu niệm Phật. Nếu chúng ta có niệm Phật thì đâu có xảy ra một sự việc gì với cái sự uất ức hay chịu đựng không nổi cảnh quan tình. Hay là mình khổ nghèo khi ai đến đánh đập hay là bêu xấu, hay là bình luận nọ kia, nếu mình có niệm Phật thì không phải bắt ông Phật mà ông sẽ chịu đựng. Nhưng pháp Phật rất nhiệm màu, di di diệu diệu. Mình học Phật tu nhân, mình là đệ tử của Phật, Phật tử của tất cả các ngài, con trò của mười phương, thì mình phải đi trong vòng chánh niệm. Niệm Phật đi tất cả chúng sanh trễ lắm rồi, chỉ còn niệm Phật mà thôi. Niệm bên trong hay niệm bên ngoài, mấy giờ mới niệm, ở đâu niệm cho đúng, niệm bằng làm sao, chúng ta phải biết. Linh quang niệm, tư tưởng niệm, linh hồn niệm, Di Đà vô biệt niệm. Chúng ta không nên niệm ngoài miệng, mà niệm lớn hay là luận đi đứng nằm ngồi ở đâu ở đâu, khi lập vật ngủ nghỉ hay làm một việc gì cũng phải trực tiếp để niệm Phật. Vì chúng ta khích liền với Phật mà quan niệm, chứ không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không phải vậy. Mà tâm linh ta niệm gọi là linh quan niệm. Nếu ta quan niệm tới Phật thì ta phải làm y như Phật vậy. Thì chỉ còn niệm Phật thôi. Ta sẽ đi trong vòng niệm Phật, đừng để lơi, đừng để mất, đừng để xa. Kể từ đây, bần sĩ sẽ trao đổi cùng với tất cả chung quý vị đạo tâm, anh chị em, cốt nhục của mình. Trong tông phái Bụ Sơn Kỳ Hương, chỉ còn mình niệm Phật mà không niệm được thì nói việc tu xa vời lắm rồi đó, không thể khích liền được đâu. Với đoạn đầu chúng ta phải tập sự niệm Phật. Trong quy định, nguyên tắc là đúng giờ nghỉ làm việc, 6 giờ hay 12 giờ hay là 5 giờ, 4 giờ đêm. Xin thưa, cái đó cũng phải vì luật, hay là trong thanh quy chúng ta niệm như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta phải trực tiếp từng hơi thở, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật. Ráng mà niệm Phật đi quý vị. Bần sĩ thương yêu tất cả quý vị vô cùng tận, không thể muốn xa quý vị đâu.
thể muốn mất quý vị đâu, không thể muốn rời quý vị đâu, vì quý vị là Phật, gần thành và chưa thành đó. Quý vị là tiên thánh mà, mình sẽ coi quý vị đâu phải là phàm người đâu. Cho nên quý vị cũng phải hồi tưởng mà thương mến, quý trọng đầu đội dây mang các đấng các ngài, tiền bối của chúng ta hoặc là Phật pháp rất thâm sâu huyền diệu, rất đem hết tất cả tấm thân tình từ bi để độ chúng sanh ba tánh đầy cứu cánh. Trong một buổi này, lời lẽ rất là vi diệu, ngôn từ rất là quý trọng, thấm thoát ngày qua đến hôm nay, hình như mờ phai hết ánh đạo vàng Phật pháp của chúng ta, không còn tỏ rõ nữa. Vì mình quên đi chứ, mình bỏ đi chứ, mình cách ngăn rời rạc rồi chứ, Phật đâu có xa mình, Phật gần mình và thương mình cũng như cha mẹ hiền thương con dạy vậy. Lúc nào cũng nâng niu con trẻ, lúc nào ngài cũng không có bỏ mình đâu, tại mình bỏ ngài đó. Đừng hối hận hối tiếc, oan uổng lắm chính mình đó. Thôi bây giờ mình sẽ làm lại cuộc đời của đạo đi, chí tâm niệm Phật hằng ngày, nhớ rằng đừng có phúc lai tách rời, niệm Phật để có sống đời, coi tiên coi thánh dạy thời như sau. Niệm Phật tâm trí chuỗi lâu, niệm đi ba tánh đồng bào đừng lơi, niệm Phật niệm Pháp niệm trời, niệm đi rồi thấy cái đời như trăng. Mình niệm Phật khó khăn cũng hết, ráng niệm hoài tới chết đừng rời. Niệm thành Bồ Tát thảnh thơi, niệm về Phật Pháp vẹn ngời như như. Ráng niệm Phật đi quý người cao cả, niệm Phật ngài hỷ xả từ bi, niệm ngồi niệm đứng niệm đi, niệm hoài niệm mãi từng khi an nhàn. Ráng niệm Phật đi đạo tràng đồng chúng, niệm Phật nhiều khỏi dân cúng những gì, chắp tay niệm Phật mau đi, lòng mình lặng lặng ráng ghi sáu câu. Ráng niệm Phật khỏi phải sòng nấu chuông mộ, mình niệm Phật nhiều trí tỏ sáng ngời, niệm danh ngày sau được thảnh thơi, về cực lạc để coi thời Phật Pháp. Niệm Phật đi rồi sau này mình được gặp, niệm cho nhiều gió tấp khỏi trôi, niệm Phật đi đứng nằm ngồi, niệm hoài niệm mãi sao coi hội này. Ráng niệm Phật canh chày đi quý vị, thức niệm đi cho trí sáng ngần, niệm về thế giới tâm dân, qua miền cực lạc sống đời tâm nhẹ nhàng. Ráng niệm Phật để xem thấy làng thánh đức, niệm Phật nhiều Phật trở lực hộ trì, niệm danh ngài đừng có ngại chi chi, ráng mà niệm kiên trì nhẫn nhục, ta niệm Phật ta ở nơi bể tục, niệm cho nhiều rồi kết thúc an căn. Niệm Phật mình ở trần gian, niệm ngày ngày rước đến Phật đàn an nhiên. Niệm Phật đi quý vị, đừng có nghĩ của tiền nơi thế, ráng mà niệm thầm để trừ mỹ kế tà đàm, niệm nhiều không nhảm không tham, mình lìa nơi tục lỵ rồi được làm hiền nhân. Niệm
niệm Phật ráng đừng có cân phân tài mọn. Niệm Phật đi rồi lựa chọn con đường. Niệm ngày ngày vẫn ngày thương, niệm danh Bồ Tát rồi coi Tây Phương phán hồi. Mình niệm Phật thì bị quả nhồi chi xiết. Niệm Phật đi quý vị giờ để biết chuyện Như Lai. Niệm đêm, niệm tháng, niệm hoài, niệm giờ, niệm khắc, niệm ngày, niệm đêm. Mình niệm Phật để lặng im tâm tịnh. Mình niệm Phật nhiều đâu có toan tính mù mờ. Niệm đi các chị các cô, niệm đi để lắm tâm mì đồ suy nguy. Ráng niệm Phật dù ai khi ai với, miễn ta niệm Phật ngày ta về thế giới lạc ban. Niệm đi rồi được dễ dàng, niệm ngày ngày dẫn đến Tây Phương kia kìa. Ráng niệm Phật rồi về nha quý vị. Niệm Phật nhiều lấy trí để trí. Thế gian đâu có sự gì mà không kính niệm từ bi phản hồi. Ráng niệm Phật dù quả nhồi không sao hết. Niệm bây giờ đến mình chết cũng kiên trì. Đến lúc lâm chung hồn bỏ xác để xa đi, có Bồ Tát có Phật thì đưa rước. Niệm Phật đi để lên đọt về nước ngược, ráng niệm đi cho để tiến bước theo chân. Niệm Phật đâu có thua hơn, dù bao tiếng nguyện tiếng đờn sai mê. Mình niệm Phật rồi mình về an nghỉ. Niệm Phật nhiều để thức trí chứ không thường. Niệm Phật, Phật chỉ con đường để về nơi Phật cảnh, đem tình thương nhẹ nhàng. Niệm Phật đi quý vị để Phật chấp về làng để an lạc quốc được nhẹ nhàng biết bao. Niệm Phật trí tuệ sáng sâu, thân này nhàn nhẹ để góp bao công dạy. Ráng niệm Phật hàng ngày đừng có bỏ. Mình niệm Phật đi khỏi mỏ khỏi chuông. Nếu có niệm ngày hoài thì đâu có làm khổ, đâu có nghĩ buồn, đâu có vơi vốn, đâu có lệ tuôn lã chả. Niệm Phật đi hằng ngày rong rã để lánh trượt trong này, mình tìm đã sự thanh. Niệm Phật biết ngọn biết ngành, niệm ngày Bồ Tát hoài danh hiện giờ. Ráng niệm Phật đừng có chờ giờ rồi hưởng. Mình niệm Phật nhiều sung sướng biết bao. Niệm Phật đừng khóc đừng gào, đừng nghĩ sang giàu tài lúa xa xuê. Ráng niệm Phật rồi đi về nghe quý vị. Cả tiếng kêu ngự trí hay ngu, niệm đi dù mình có mờ lưu, niệm hoài sáng suốt đến căn thu sáng ngời. Niệm Phật đi để sống đời thượng cổ. Niệm Phật để còn nhìn thầy tổ chung long hoa. Niệm khích liền niệm gần đến chứ không xa, một hơi thở thì có Di Đà biệt niệm. Niệm Phật đi quý vị để mình kính niệm. Chỉ còn có tiếng niệm Phật đó rồi thôi rồi ấu ý mở bên trong. Nay mai đổi ruộng thay đồng, hay là đổi giống đổi dòng làm sao. Đâu có còn gì nữa mà thấp mà cao, mà danh mà lợi mà giàu mà sang. Đâu có còn gì mà hỏi mà han. Chỉ còn niệm Phật tình tan tự mình. Ráng niệm Phật đừng có cầu xin gì nữa. Niệm Phật đi trời đã mở cửa rồi. Thà bị yêu quái tanh nôi, báo cho trần trượt đứng ngồi nào yên. Mình biết gì, mình phải kích liền với Phật.
niệm ngày đi tài vật lánh xa, chỉ biết tu sáu chữ Di Đà, tâm mật niệm thật thà cao quý. Vừa niệm Phật thân tâm hồn ta bố thí, để cung nhường cho thế giới mờ phương. Niệm đi Phật mến trời thương, niệm nhiều sẽ thoát con đường khổ đau. Ráng niệm Phật, đừng có ạt ào ưa thích. Niệm đi quý vị, đừng có mít lòng người. Niệm Phật nhiều như của báo tài như, ráng niệm Phật đại từ ân xoa. Mình niệm Phật đâu có phải cần chuông giữ mỏ, dù ở nơi đâu cũng thấu rõ Phật Ngài. Niệm Phật nha, đừng có để, đừng có lai. Nếu mình thiếu thì chắc có lẽ ngục đài phải chôn vô. Niệm Phật đi quý người, đừng hẹn mai hẹn mốt. Đây đến ở cuộc đời rồi, mai mốt tan xương. Niệm Phật xa được con đường, không dinh, không nhục, không cương, không kình. Nếu mình biết niệm Phật rồi, đâu có cầu xin gì nữa. Chỉ ngồi tu đi gội rửa tấm lòng, thiền định đi để lóng đục tầm trong. Ráng quán xét, ráng nhủ lòng an ủi. Biết niệm Phật rồi đâu có cầu mai hay sợ rủi. Cứ đi trên giảng con đường, rồi trong buổi gian cơ, vì tâm ta đã phương thờ, thờ chư Phật đó rồi thờ cờ lạc dương. Mình biết niệm Phật rồi mà ai cũng thương mình hết. Vì mình đâu có sợ nghèo, đâu có sợ chết để tranh đua. Mình biết niệm Phật rồi thì dù cho thấy tiết đổi mùa, trời lông đất lỡ cũng bùng tua phóng hào. Biết niệm Phật rồi đâu có ai đợi ai khen tặng sang giàu, hay đâu có danh, đâu có vọng, đâu có cao, đâu có cường. Niệm Phật đi kẻ mến người thương, sau này Phật đem đến hội trường long quang. Chỉ còn niệm Phật thôi, quý cô, quý chị, quý bà, đừng có hê hà rồi chết nghe hôn. Chết trong máy tạo càng khôn, nhưng mà không có Phật rồi quỷ ôn dắt về. Sáng mà niệm Phật cho chỉnh tề một chút, niệm đi để thương cốt nhục của ta. Mình biết niệm Phật rồi hiếu hạnh mẹ cha không xiết kể, vậy mà đây đó. Niệm Phật đi rồi Phật ngày đâu có bỏ, ráng tịnh niệm đi trò rồi hiểu rõ nguyên cơ. Đêm buồn nói lý nói thơ, nói gì ở đảo hiện giờ lâm nguy. Bần sĩ cũng muốn bước chân đi du phương để tầm đạo cứu nguy người đời, nhưng đây là lĩnh của trời. Giờ này ta phải ẩn để chèo bơi chuyên đòn. Quý vị đâu có biết, chỉ giông bão mưa to, bình minh chưa được rồi làm sao hát hò năm phương. Chỉ còn nhắc nhở quý vị niệm Phật để làm dáng lót đường, làm manh chiếu rách cho người dẫm trường mà thôi. Nếu theo ta phải ráng quả nghiệp nhồi, phải chịu nhiều đau khổ rồi mới lìa cảnh thanh hôi phạm đời. Nếu nghe theo bần sĩ, manh áo tả tơi cực thân nào kể mở lời hiền nhân. Nếu học một môn phái cùng ta thì phải nay tạo mai tầng, rừng xưa thanh tịnh hướng kim ngân đại đường. Nếu học với bần sĩ thì phải giảng tình thương, tìm thôi cốt nhục để biệt đường cùng nhau. Chứ đâu có phải dễ nói tô cái miệng bào hao, mà kinh thì thao thao bất tuyệt không ngày nào mà ngưng. Tâm ta chưa được chấn hưng, lòng mình còn mãi phập phần đua chen. Như vậy đó làm sao ta có đèn trí tuệ.
vì mình còn mê kinh kệ ở bên ngoài, kinh bên trong, kinh của Như Lai. Phải chánh kiến, phải hằng ngày rọi thấy Phật tánh đó mà ta không thấy. Để ta tu nghiệp gì mà xa bầy yêu mà. Giờ này bần sĩ nói ra, xin thưa cô bác chị bà cùng ông, ráng tịnh dưỡng, ráng hài lòng một chút. Ta nhìn đấy là cốt nhục một tông, phải bổ sơn rạc thởi giống dòng, không lay chuyển trong lòng một phút. Ta chỉ đây chỉ cho người cốt nhục, rắn núp bóng Di Đà rồi tự túc ô lo. Đêm buồn ai nói mà cho, ai ban mà được, rồi ai lo mình giờ. Chị nhắc nhở, niệm Phật đi, rồi để tôn thờ, thờ trong tâm, trong trí, thờ mãi hiện giờ không nay. Chớ ta không được thờ hỡi bên ngoài, vòng quanh vòng bước không tính lại sai kia kìa. Bậc sĩ đâu có muốn ở, muốn đi về mà. Nhưng lỡ nguyện với Phật bên kia chưa hồi, vì chúng sanh còn nghiệp quả, còn phải bị nạn ách đáng nhồi. Còn bờ lưu chưa tỉnh thì ta về rồi được sao. Còn ở lại để nhắc nhở, chứ đâu có nói thấp nói cao. Không lựng si gì hết, trời cũng như đợn từ tao hằng ngày. Nói mãi mãi, nếu ai hay ai biết thì bần rất mừng không có tiếc thân này. Dù chôn nơi chốn bùng lầy, mãi lo cho bá tánh canh chày. Tỉnh thôi, tỉnh để tu, để nhìn rồi cuộc thế, tỉnh để về, để diệu kế tầm phong. Tỉnh đi học lý học văn, học lời tuyền bối sáng trăng kia kìa. Tỉnh niệm Phật trong canh khuya mới rõ, tỉnh đi ngồi sưu tầm để biết đó biết đây. Tỉnh đi nghe giáo lý của thầy, nghe lời bần sĩ đâu đây à. Tu bên trong niệm Phật nhiều mới biết mới hiểu ta là sao. Còn không đâu có biết thấy sắc màu như dư. Rằng cô tu đi, tất cả quý cô bác, quý chị, quý người, quý anh em đồng đạo, cảnh vui tư thuận chiều. Niệm Phật đi rồi mình lại thương yêu, niệm đi bá tánh đò chiều đưa sang. Ráng niệm Phật, đừng có tình tán tích tịch. Niệm cho nhiều đi có lợi ích thân ta. Niệm danh Bồ Tát kia cả, hay là sáu chữ Di Đà đừng buồn. Mình niệm Phật, có gì đâu mà buồn mà sợ. Ta nhớ ta đã chết rồi mà, dí tợ như cây. Niệm Phật không sắc quả phây, ta giờ còn ở nhưng hồn lai đau bồng. Còn ở đây là thân xác ra mắt dòng tục lỵ, còn linh hồn ta đại trí đại hùng. Đã về được rồi mà, nơi thế giới hòa chúng, nơi Như Lai cảnh thượng như ngày cùng Phật tiên. Sắc thân ta ở trần miền, hồn ta trở lại Đại Liên tỉnh ngồi. Do niệm Phật đó, ta niệm nhiều Phật đưa ta đến mấy hồi. Ta niệm rồi tự ta đưa ta đó, ta về rồi thứ lai. Niệm đi quý vị niệm ở hoài, niệm Phật tránh bao sự đắng cay trần đời. Niệm Phật đi để thảnh thơi biết mấy. Niệm Phật nhiều điều quấy lánh xa, niệm Ngài Bồ Tát vậy mà, ta đâu còn tích trở quỷ ma nấy lòng. Mình niệm Phật là xong đâu quý vị, chứ tu đâu có kịp bây giờ bớ ngự trí ngự hùng. Niệm Phật đi bớ thế giới hòa chúng,
mới dứt được ngài cùng chính thiên. Niệm Phật đi, niệm đâu có tiếng, niệm để sám hối lại lòng mình đừng thành kiến rối rắm. Niệm Phật giả điếc giả câm, niệm đi chí khí không nằm tay nàng. Ráng niệm Phật để luận bàn việc thiện, mình niệm đi có nhiều chuyện sơ khai. Niệm danh các Phật các ngài thì là mình được thới lai nhẹ nhàng. Biết niệm Phật rồi đâu có cái sự buộc ràng cay đắng, mà niệm Phật nhiều rồi đâu có háo thân siêu hoa. Niệm Phật đi đi cứu mẹ cứu cha, niệm nhiều để thì ta sao tội hương. Biết niệm Phật biết tu thật là sung sướng, tuy ở đời trần ta không vướng gì đâu. Bây giờ còn niệm đôi câu bằng năng cho biết, hỡi âu người lành ráng mà niệm. Đừng cực đừng có nghĩ quanh nghĩ vướng, niệm cho nhiều Phật trợ lực chứ gì. Niệm danh ngài ráng từng khi, đây lời bần sĩ cố trì dùng người. Niệm Phật đi từ từ đừng háo thắng, niệm câu nào cho đặng trọn niềm tin. Niệm Phật đừng có linh đinh, đừng xa rời Phật nữa, dù niệm mình niệm tay. Niệm để tu để thấy sự đắng sự cay, niệm nhiều để diện kiến Như Lai ngày càng. Mình niệm Phật đừng có để phân tán của vàng lẫn cận, rồi Phật phạt mình thấy tởn hết hồn. Niệm đi quý vị để về chốn linh môn, ráng niệm Phật thì đất chí tôn chứng kiến. Tâm ta của Phật mà niệm nhiều đi ngày xuất hiện, ráng đi trò có nhiều chuyện cơ may. Ta ngồi nước mắt rỉ rai cơn mưa vừa tạnh thì đêm nay lòng ngần. Biết nói gì giờ, bút mực lý thi danh đã hết rồi không còn nữa, vì sự khó khăn bao trùm. Còn gì phải nói nữa, gì tất cả chúng sanh sắp xa vô hố thầm miệng hùng, chỉ còn niệm Phật ta nói dùm cho thôi. Ráng niệm Phật việc tanh hôi cặn bã, niệm Phật nhiều quả trả cắn đền. Nhớ nghe bằng sáu chữ đừng quên, thì sao có tội tên nơi bồng đau. Niệm Phật tu đi quý trò quý đạo, đã kết cuộc đổi mang rồi người đạo hiểu chăm. Đừng nên mê gió ngó tranh, buổi này đừng sang trọng tầm khó khăn tu hành. Ai làm dữ ta làm lành, đặng ta về cõi Phật, đặng ta tựa cảnh thanh an nhàn. Dù ai ức triệu lụa vàng, còn ta chấp nhận cơ hàng công phu. Tu phải chịu dạy ngu nơi thế, để dùng mưu dùng kế thoát xa. Chỗ này là bãi ta ma, hay là nơi địa ngục tu la kia tròn. Mình biết được ráng mà lo thối thoát, không có giải ngu gì mà lọt hố sâu. Niệm đi lục tự sáu câu đặng về cho rảnh đặng âu mình còn. Mình đâu có ngu dại gì hơn mà không mót không bòn, không tin không tấn đặng còn ngày sau. Thấy tiên thấy Phật ngày nào, thấy Long Hoa đại hội rồi, thấy trăng sao gần kề. Ráng cố gắng chứ, sự đời mình còn nhiễm còn mê, còn tranh còn lận thì tái tê xác hồn. Nay mây lấp biển giờ còn thay trời đổi đất, kỹ còn gì đâu. Như thế đó mà sáu câu không còn bỏ, nghe lời bần đi thấu rõ chân như. Mình tu đại pháp đại từ, ráng về niệm
Phật phước dư hướng nhờ, niệm Phật đi, đừng có đợi chờ chút nữa. Niệm Phật đi rồi tựa Bồ Đề, niệm nhiều ngày đi bằng đợi rước về đấng an lạc quốc, không còn mê trần tu. Ta nói đây rừng tàn tá túc, ta đắm chờ con thuyền đưa cốt nhục qua sông. Đặng về gặp tổ gặp tông, buổi này đừng ràng buộc chú ông kia kìa thôi. Nghe bần sĩ đi phút canh khuya đang mỏi mệt, ta đâu có quản ngại thân này tới chết mà thôi. Lo cho dân tộc đủ rồi, ta về cõi tịnh nẻo xa xôi vô cùng. Thương ba tánh mới hợp hùng kề cận, thương đạo đồng mới tiếp dẫn ai đi. Thương non sông đất nước trong kỳ, gần quốc bảo để vui tặng lại. Mến ba tánh thương đạo đồng tông giáo phái, nên ta còn ở lại phiên nhân. Chúng sanh đừng giận đừng hờn, thương ta bỏ hết để trong cơn lòng hằng. Ráng tu tình để vượt khó khăn qua biển, ráng mà thực hành thực hiện cho đúng kỳ. Chữ tu hành đừng có vội nghĩ si, cứ tầm mức rồi mình đi ngay thẳng. Mình tu niệm phải giữ tâm bình đẳng, sở sông còn tấm má mặn về sau. Mực mai thức dậy tâm nao, lo trao đèn sách trời học cao bốn bài. Niệm Phật đi hàng ngày rồi mình thấy, chỉ có pháp môn niệm Phật đi trò điều vấy lánh xa. Niệm đi quý chị quý bà, đừng rời sáu chữ Di Đà nghe. Niệm sao mới được trường tồn thánh đức, niệm Phật nhiều Phật trợ lực trợ thần. Niệm Phật đừng có phân vân, niệm đi rồi sẽ Phật ngồi gần không xa. Bần sĩ đã biết nói gì hơn trong đêm nay, trong cơn mưa tầm tạm vừa qua. Tất cả đạo tràng anh chị em cùng đồng đạo được bước về để ngôi thiền tịnh Bù Sơn, cũng như trong lãnh trang chỗ này thanh tịnh vắng, nơi quan sơn quan dạ mà, nơi chỗ chúng ta để cải tạo đời sống tư tưởng hình thực, ăn nói đi đứng nằm ngồi để tu sửa tu đạo Bồ Đề. Chúng ta thường cân nhắc lại với nhau đi, phải hiểu rõ Phật pháp vô lượng vô biên. Chúng ta là người tu đạo phải sáng chí tâm, đừng lơi lạ mê chơi bỏ phí. Nghe lời bần sĩ, ta không làm thầy quý vị đâu. Thầy quý vị ở trong của quý vị đó là chủ tệ càng khôn võ trụ bên trong, là thượng đế, là thầy của quý vị đó. Còn bần sĩ là một vị anh này Phật sai trời khiến. Hôm nay bần sĩ có mặt ở đây mượn sắc phạt đặng có khuyên tu. Không danh lợi vẫn dù gì hết, này ba tánh chung lo đoàn kết, thương yêu nhau tới chết đừng rời. Câu kệ kinh niệm Phật chớ lơi, thì sao rõ cuộc đời hư ảo. Đêm thanh tịnh ta cho hoài bão, luận si bài người đạo Vũ Sơn. Thuyết kinh ra tiếng nói không sờn, nhưng ta sợ từng cơn khắc biến. Kinh lực dạng nhiều đời nhiều tiếng, hành Di Đà phổ biến mấy thần. Trao đổi đi rồi niệm rồi hưng, đừng có bỏ nửa chừng quang uổng. Gieo trồng cây ta đây có ruộng, ruộng phước điền mảnh đất Như Lai.
sáng tịnh tu để gặp Phật Ngài. Trong giây phút chuyển nay mình thấy, niệm Phật đi rồi đừng làm việc quay, nghe bần năng rồi thấy việc đời. Thành giới si dinh nhục là nơi, đừng nghĩ nữa niệm trời niệm Phật. Đừng có sợ nay còn mai mất, hãy âu lo nay tật mai nguyện. Hãy quyết tu thì gặp Phật thần tiên, còn sống sót nơi viền phương cảnh. Bận sĩ vội trao ít tiếng lời, đêm buồn chưa được sự thảnh thơi. Ngâm nga kinh kệ cho người đó biết nói gì đây, đặng cứu đời. Chỉ còn nhắc nhở đặng khuyên tu, nhưng trễ rồi thôi quá mờ lu. Bụi này đời cần ngôi, kiếp kiếp không mai xa xuống cảnh diêm thù. Thôi rồi tỉnh dậy để niệm tâm, niệm Phật mau đi ráng thì thầm. Sáu chữ Di Đà đừng có bỏ, niệm hoài niệm mãi đặng tu tâm. Đêm đã về khuya bận nói gì, nói lời lục tử với A Di. Bảo ôi bá tánh nên trì niệm, ráng nhớ khích liền mất văn nguy. Sáu chữ Di Đà Phật trao cho, liều thuốc chính Ngài đã ban ra. Tự mình cầm uống rồi dứt bệnh, tại không chịu nhận để bỏ xa. Đêm đã tàn canh ta mày lo, nói lời lẽ thiệt với nhỏ to. Trao dần ý thật lời lẽ thiệt, rồi ta lặng lặng đến chèo đò. Dặn người cố gắng ráng niệm thầm, niệm mãi rồi thôi cho nhập tâm. Niệm đi quý vị đừng rời xa, ta niệm được Ngài phải đi câm. Bảo người niệm Phật lợi chi ta, ta cũng như người niệm Di Đà. Niệm trong tư tưởng hồn linh đó, không phút nào rời chẳng có xa. Nếu ai niệm Phật được nhờ thân, niệm đi quý vị ráng tạo tận. Niệm riết rồi về nơi bồng đảo, được giữa nhà tiên chỗ thánh thần. Thôi rồi đêm đã quá tàn canh, tự giả đạo động với chúng sanh. Nói gì nữa chớ ta không biết, lý phủ thi thơ việc quá rành. Trong đêm đã khuya, bần sĩ xin kính chúc lành tất cả chư quý vị đạo tâm cùng anh em đồng đạo, ráng mà niệm Phật hằng chu đáo. Ta không biết nói gì hơn nữa. Thật mà nói hôm nay chỉ còn lời an ủi với quý vị một phút ngắn mà thôi. Quý vị có biết gì chưa vậy hả? Quý vị có thấy gió lai hướng nào chăng?
quý vị có nghĩ một sát na một ngày sẽ thay đổi không đâu? Và quý vị có nhìn thử qua lá hằng sáng tối chiều có thay đổi không vậy, đổi thay không vậy? Một bầu trời, một không khí ánh tuyết có thay đổi chăng? Mình người tu phải trực tiếp bộ máy trời, phải thông qua theo dõi để tìm biết, để sửa thân tu gốc. Không thể chần chờ vì máy thuyên cơ đã quay không ngừng rồi. Nếu chúng ta trễ quay được không kịp thì bị bánh xe ấy nghiền nát hết. Vậy tất cả quý vị cùng anh em phải ráng tiếp tục đi trên đường đạo hành, phải ráng cố gắng siết chặt nhau bền vững niệm Phật, đừng xa Phật nữa. Linh quan phải hằng niệm, lúc nào cũng trực tiếp gần Phật, đừng để xa. Trong một đêm thanh tịnh lệ hòa mắt chạy, biết nói gì giờ với đạo phái Bụ Sơn? Cực khổ đau ta vẫn không sờn, luyện chí khí cho hơn đời trở lại. Bần sĩ biết mà phàm phu chưa hối cải, ta nói ở đây là nói với đạo phái hòa chung, không riêng tư không mực một ngày cùng, không lớn tiếng cũng không trùng phùng ấy được nữa. Thôi, đêm thanh tịnh chỉ sáu chữ Di Đà ta mửa tựa, sớm gửi thân chúng Phật đài rồi, ta đứng ở giữa chúng mình. Về đi đồng đạo phí tình, ráng lo niệm Phật cho mình thanh bay. Bậc sĩ còn muốn nói gì hơn trăm đắng ngàn cay, khuyên đời lộc mi đạo ra ai kia kìa. Đêm thanh tịnh muốn sớt chia với đồng hữu, muốn bơi chiếc đò đưa quý vị về phúc tổ cảnh bồng lai. Cho nên ta hưởng cảnh đắng cay, nào người có biết cả hai bớ người. Nhưng không sao cả, bần sĩ vẫn vui tư nhất một, vẫn làm một gương lành rường cột sau này. Ta không thay được Phật mà cũng chẳng dám thay được thầy, nhưng mà vinh linh Phật cảnh này chèo bơi. Ta xuống đây cũng do Đức Phật, do nơi trời ơn trên chỉ định mơ mở lời khuyên răng. Bảo nhân sinh sống tối thường hằng ráng mà tu tịnh rồi vượt khó khăn sao còn. Bảo rằng tu đi đức hạnh bót bòn, đừng có nghĩ của còn nơi thế giả. Người không biết không lo rồng rã, lại tiễn trách đạo bằng ai đã gì chưa? Chiều buồn chưa tắt cơn mưa, ta ngồi thiền tịnh đợi đứa đò chiều. Người không hiểu, nhưng ta thương yêu người vô số kể, vì cũng nhờ người ta xóm mơ kể chiều kinh. Nhờ ai ta được liếc nhìn, nhờ người ta bơi lượn chốn biển minh ảo. Nhờ chúng sinh, nhờ bá tánh, nhờ đồng bào mà giúp cho ta giải thoát qua nào bến mê. Nhờ chúng còn ở ta được đi về, nhờ người nay nhúng mây trời thành thân. Ta nhờ chúng sanh bá tánh, nhờ nương tựa cửa trần, ta sang cửa đảo thấy đang đi, thì mình cứ trực tiếp mà đi. Trong quãng đời này như thế nào, chúng ta có được gì chăng? 70, 80 có, 50, 70, 40 gì đó, vân vân, 60, 20 cũng có. Chúng ta có được gì nữa chăng? Thì sự sầu muộn âu lo của chính mình đấy, vô tình mình đã phá, mình đã thủ tiêu, mình đã hủy diệt mình đó. Vô tình mình phá bỏ hết tất cả, vậy thôi chứ không có gì hết. Thôi đừng nghĩ gì nữa,
tất cả cô bác, anh chị em cùng đồng đạo đạo hữu hôm nay. Bần sĩ xin chia sẻ một ít nào buồn vui sự tu học của chư vị đạo tăng cùng anh em ban tín đồ Phật giáo trong phái bộ Sơn Thị Hương. Chúng ta được danh nghĩa đạo Phật, chúng ta được thuần học luân lý đạo giáo, chúng ta được sự giáo dục của các đấng tiền bối để lại thi thơ, thi văn, giáo lý. Chúng ta phải làm sao cho rạng rỡ, đừng để người biếm nhẹ cười chê mình tu không được. Không tu thì thôi, nếu mình tu thì phải quyết định làm cho bằng được. Đi cho tới, về cho đến bến bờ, chứ không nên bỏ dở. Chúng bạn bè cười chê mà mình cũng không ra gì hết. Hôm nay sự gặp mặt của tất cả chư quý vị anh chị em đồng đạo đạo hữu của mình, bần sĩ là ấy, là một người bàn đường với tất cả quý vị đó. Ta cũng ăn uống cười ngủ nghỉ, thương nhớ buồn phiền như quý vị thôi. Nhưng có khác hẳn là tâm linh, nhiều đời kiếp được mang một ấm từ quan, được lệnh trời đất có ở ta bà này, để cùng tất cả quý vị hòa vui trong một nhịp thở chia sớ và nhắc nhở với nhau, để chúng ta làm một việc nghĩa nhân phải quý. Mình lánh xa chốn tục lệ bể bụng này mà, chứ đâu có ai lớn hơn ai, hay là ai là Phật, ai là Thầy. Quý vị đầu đầu dây mang tôn sư trọng đạo, quý vị cứ tương tự mà gọi, hoặc là từng tự mà đi đến, cũng như giữ một lễ độ và nghiêm túc với bổn phận một người học trò mà thôi. Chứ bần sĩ thấy đây là học trò của mười phương chư Phật, của tất cả các ngài tiền bối trong phái bộ Sơn Thị Hương. Còn ta, ta vẫn còn sống mà, còn nguyên vẹn như quý vị mà, đâu có gì. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Cho nên hôm nay muốn tâm sự để sớt chia với tất cả sự thực tế đường lối tu tập diệt khổ tu đạo bồ đề. Chúng ta phải có từ bi hỷ xả, và hôm nay không còn gì phải nói hơn là mình sáng niệm Phật. Chỉ còn có niệm Phật mà niệm không có được, vì chi phối qua ngã cảnh, chi phối đủ điều kiện hết, thì làm sao mà ôn lại những gì Phật đã dạy. Trước khi mình phải niệm Phật, mình niệm cho tan dần hết tất cả những khối trượt bên trong của mình rồi, thì mình mới nghe văn vẳng được Phật dạy nói gì với mình. Và Ngài chỉ cho mình giải thoát, Ngài chỉ cho mình siêu thoát, Ngài chỉ cho mình con đường nào tục lỵ bận nhơ, hay là Ngài chỉ cho mình vô minh đóng thành băng khối, tiếp cũng như là như non như núi vậy đó. Như vậy, còn mình không có niệm Phật thì mình không có thể phá ánh sương mờ tiếp, cũng như không có mũi tên mà dẹp khối tung mây. Thì những cái lần mấy khói ấy là trượt, là vô minh đó, nhờ những ánh đuốc từ bi, nhờ hào quang của chánh pháp Phật chuyển luân giúp cho mình. Vậy hôm nay mong tất cả bà con, anh chị em cố gắng. Giờ chỉ còn mình làm ăn sinh sống sinh nhai, dù mình cư sĩ, tu sĩ được tốt vào chùa, hay là mình đã xuất gia đầu Phật, còn bây giờ mình là người cư sĩ cũng tốt thôi. Vẫn làm ăn dung hòa gia đình, cha mẹ hiếu thảo, làm vợ làm chồng phải biết đạo, làm con phải như thế nào, và niệm Phật tâm tu đạo, làm việc nghĩa việc nhân bố thí, làm phúc đức nhân từ, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Đâu có phải một kiếp này tất cả quý vị được thành Phật đâu, biết bao nhiêu kiếp, nhưng sự tiến hóa của mình kiếp này sang kiếp khác, kiếp nữa, cũng như mình đổi chiếc xe vậy thôi. Cái thể xác của mình, mình không dạy khờ gì mà cầu cho mình sống mãi mãi ở đây, quý vị có hưởng được cái gì chăng? Sung sướng hay là cực khổ? Chị thấy cái cực khổ không à? Chị thấy sung sướng là người đạo tu đạo bồ đề, giữ ánh đạo vàng của Phật pháp mà chúng ta đã bác ái vị tha, từ bi hiển xả muốn đi trên đoạn đường Phật, đã cắt ly tất cả, thì sự sống ấy là sống mà chết. Còn chúng ta chết mà sống. Hôm nay
Bình sĩ muốn chia sớt để tâm sự với quý vị an ủi trong một phút tâm cầu của mình. Yên nhiên cảnh tịnh để tu tập niệm Phật đi quý vị. Niệm Phật thấy Phật, niệm Phật thành Phật, niệm Phật sẽ về đất Phật xứ Phật, nương cửa thánh nhà tiên đó, ráng mà niệm Phật. Ngài đã soi cho mình một ánh sáng, có bóng từ mà, bóng từ quang, ánh Di Đà là một ngọn đuốc rất là sáng, đưa chúng ta đến cực lạc, Tây Phương. Niệm đi, quý vị, bằng không niệm thì chúng ta cũng như chiếc thuyền mà không bến bờ, không biết ta sẽ trôi dạt về đâu đó. Niệm Phật nghe chúng sanh, ba tánh bừng xì trăm ngàn muôn lại chúng sanh ba tánh một lần nữa. Ráng niệm Phật bừng xì xin kệ bài niệm Phật. Niệm Phật thấy Phật rõ ràng, niệm danh Bồ Tát Bồ Đoàn chứng minh. Niệm Phật biết sự biết kinh, niệm Phật thấy được thân mình như sao. Ráng niệm Phật chùi lao trí tuệ, niệm Phật đi bóng thế tàn xôi, mà người còn nổi còn trôi, còn xa còn biệt, ôi thôi vô cùng. Niệm Phật đi đại hùng đại lực, niệm Phật nhiều khỏi cực khổ tâm. Niệm đi rồi lại xa trần, không còn mê muội bâng khuâng lắm mà. Niệm Phật đi ông bà cô bác, niệm danh ngài Bồ Tát Quan Âm. Ngày đêm sám hối lỗi lầm, niệm đi rồi sẽ rồi tầm thấy sáng. Niệm Phật đi nhà nhà ba tánh, niệm rồi ta tìm lãnh trở về. Nơi này biển ai rừng mê, không lo niệm Phật sớm kề chiều lâu. Niệm Phật đi sang giàu đừng nghĩ, niệm cho nhiều anh chị đạo đồng, bận hèn nói chuyện minh mông. Nhắc người niệm Phật dài công quả đầy, niệm đi đứng canh chạy cũng niệm, niệm tâm từ mật niệm bên trong. Niệm đi lý đạo lão tông, niệm rồi mới được tâm lòng nhàn an. Niệm Phật đi đạo càng gắn nhớ, bụi nguồn ba đất lỡ trời rồng. Niệm nhiều đoạt lý tâm không, thoát nơi bể tục xa dần trầm lưng. Niệm Phật đi đừng mừng hớn hở, chốn ta bà là nở đấy rồi. Niệm đi niệm đứng niệm ngồi, niệm hoài niệm mãi quá nhồi không sao. Niệm Phật để cho mau siêu thoát, ánh từ bi nhỏ giọt hộ trì. Không sao đừng có đa nghi, niệm ngày ngày hổ việc gì cũng qua. Niệm Phật đi ông bà cô bác, bóng từ quang đục mát linh hồn. Niệm hoài đừng bỏ nghe hôn, nghe lời bần sĩ trường tồn niệm tâm. Niệm Phật nhớ âm thầm tâm niệm, phải hằng lòng âu yếm từng giờ. Niệm ngài đừng có mộng mơ, hay là đắm lũy hiện giờ trần gian.
niệm quán xét rõ ràng cảnh giả, niệm ngày đi rồi đã phản hồi, chỗ này là chỗ tánh thôi, niệm đi quý vị xa rồi cho mau. Niệm Phật ráng dồi trao từ phút, để ta tìm cốt nhục giống dòng. Niệm Phật hành việc bên trong, đừng nên niệm hỡi sòng rồng hết la. Niệm bên ngoài là ta giả vui, niệm đi rồi bất thối lượng năng. Đến chùa niệm Phật giấy gian, niệm lớn niệm nhỏ rõ ràng người nghe. Dứt tiếng niệm lòng về bia đặt, tâm còn thù còn mắt còn cầu, môi miệng niệm Phật từng câu, lòng từ không niệm lý sâu nào thường. Niệm Phật đi canh trường an ổn, niệm để về phán bốn quân nguyên, niệm đi đạo sĩ lương hiền, niệm mà không niệm mới yên lòng này. Sáng niệm Phật canh trì gặp Phật, ráng ngồi thuyền siêu bậc phàm phu, để ta đây Phật âu du, liên hòa với Phật ngồi tu an nhàn. Bây giờ mình cứ niệm Phật, mình niệm mãi, niệm hoài, niệm cho tan hết tất cả những dần mây khói ở bên trong của chúng ta. Ráng niệm Phật nha quý vị, đừng bỏ không nên, niệm nhiều đi, niệm mãi, niệm hoài đi. Chứ nếu mình không niệm rồi thì làm sao mình về Phật được. Niệm Phật là một con đường rất là giản tiện nhẹ nhàng giúp cho chúng ta. Mình niệm Phật, Phật can thiệp cho mình bao việc xấu hay là những việc không lành, hay là nhắc mình làm những chuyện không tốt, không đúng. Mình ráng niệm, đừng thù oán hận ai hết, bác ái từ bi hỷ xả. Sáng mà niệm Phật cho nhiều, chỉ còn niệm Phật thôi. Bây giờ ta muốn tâm sự với quý vị, tâm sự gì nữa đây hả? Đâu có gì phải nói hơn. Trong đêm nay, trong giờ này, trong buổi hội đường, tại lãnh trang hay thiền tịnh, bần sĩ than buồn một chút để trao đổi lại cho quý vị. Thôi bây giờ bần sĩ cũng phải nói ít lời để gửi tặng tất cả các anh em, cùng sau này nếu thương bần sĩ lưu lót để lại, để tường tận hiểu thông thêm, và nhường lại cho tất cả các bậc nào còn thấp trên đường tu đạo hoặc là trường lớp rất là chưa được tiến hóa hay là chưa được cao cả như mỗi ai. Còn xin thưa tất cả quý vị nào cao cả rồi thì bần sĩ xin có lời, xin quý vị quan hệ không dám. Đây đôi lời bần sĩ đã xin nhắn gửi gửi thăm đạo giáo các bậc hiền lành và cả chúng sanh khóc trong ngoài vậy, nói gì không thấy ta lại nói hoài, biết tặng cho ai môn bài cho vẹn, giờ này lon len nói chuyện đạo tu. Khuyên hết lưu bồ, khuyên tu đạo sĩ, khuyên rồi ta chỉ, rên rỉ bên tai, nhắc bậc nhân tài trong ngoài vẹn dữ. Gần ngày thi cử gặp Hồ Hy Long Hoàng, bằng tính không xa,
thiệt là quá cần. Nếu ai còn bận hay sáng hỏi tỉnh hay chưa, mây mưa sắp tới gửi thăm thế giới bốn biển năm châu, nói ta đang giàu địa cầu sắp rã. Ôi thôi cha cha, đạo quá gần thành, phải chịu lầm lành, phải cam lãnh tục. Đây là cội phúc cốt nhục kính thâm, bằng nguyện giới tâm, lỗi lầm xóa bỏ kỳ này hiểu rõ cây có cũng tàn. Tặng hết bằng vàng, thần can mộ tỉnh, đừng nên liều lĩnh, đừng tin việc chi dáng niệm từ bi. Ôi thôi học Phật đời tàn bân, chợt tin giấc sai nồng. Ta tặng hoài trong cuồng phong sắp tới, vợ thăm thế giới, anh chị đại đồ, có ở sư mô rang vô đại Phật kỳ này, các bậc đắc pháp quá cao. Dù ở nơi nào, hội trào cũng đến, vợ thăm cảm ơn, nói thế rã tan, nói Phật dẹp mang, bồ đoàn sắp hiện, bây giờ còn chuyện giả dối làm chi. Hãy đáng tu đi, trời ghi Phật để sống kinh chiều kể, học đạo cho rồi. Dù đứng dù ngồi, ôi thôi cũng gian, mặt ai nhạo báng rồi sẽ cười chê. Đức Phật ta về nhà tiên ta nghỉ, đừng nên phung phi thế kỷ mòn rồi. Nhắc đạo ôi thôi gửi thăm cô bác, ráng mà tự giác rồi lại giác tha. Gửi thăm từng nhà từ đây hiểu rõ, trời đâu có bỏ các bậc hiền lành. Nói quẹo nói quanh, nói lành nói dữ, nói thi nói cử, nói tới thượng quân, nói quyển nói đờn, nói hờn nói dối, từ dài trong buổi ta thấy heo khô. Việc hết tam đồ suy nguy lập Phật, bây giờ tỉnh giấc ôi hỡi hay chưa. Đò bằng còn đưa xóm chưa còn ở, đây là bán sơ mộ chúc ta hồi. Bằng nói đi rồi, cho cô với bác ráng niệm Bồ Tát, cầu khẩn Quan Âm đi đứng ngồi nằm mà. Ôi thôi niệm Phật, giảng đi tỉnh giấc các bậc hiền hồ. Tu tịnh từ lâu ráng ô đừng bỏ, mình tu hiểu rõ chân lý tới giờ, đừng có ơ thờ rồi đâu có gặp mưa ngâu gió tấp, trời sắp định rồi. Bần sĩ đứng ngồi ôi thôi không được, thuyền chèo nước ngược khắp cả phai người. Nói chuyện mà chơi đôi lời thăm viếng, không phải mồi miếng mà tặng làm quà. Nói gần nói xa nói ta rồi đó, tiền buôn bạc bỏ thấy có chiều tiêu, không ít cũng nhiều quỷ tiêu hết sau. Từ đây qua bao chung hưởng tới kề, ta nói ta về tại sao còn ở, tại vì thiếu nợ phải nói như vậy. Thức trắng canh chạy ôi thôi ráo bước, người đâu hiểu được còn nữa còn ngang. Ráng nhớ lựng bàn rồi sang Phật quốc, kỳ này thay chất ta thấy như non. Máu chảy hằng còn nổi trôi như suối, thấy rồi đắm đuối, gạo muối chẳng no, chắc chịu xuôi cò lên gò mà ở. Nói đi đặng nhớ, đừng trớ đừng chiêu, không mơi thì chịu, không trưa thì sang, chắc là phải mang miệng thu răng hùm. Ta thương nói giùm, bọc đùng sao được, ăn ngang nói ngược phải trả quả căng. Gặp phải khó khăn thì thôi cam chịu, từ đây ráng liệu niệm Phật đi trần. Ráng niệm lần lần, niệm thân niệm thế, niệm đừng mưu kế,
đừng kể của tai niệm mãi niệm hoài à, đặng thôi đắc đạo niệm đi dung mạo biến mất đừng còn niệm Phật bà con mình còn sống sót đời này tẩm mót ít kẻ trường tồn niệm Phật sắc hồn à, sau này không hoài niệm đi đừng dại bè phái làm chi niệm Phật Mu Ni Di Đà sau cử tới ngày thi cử mình được vào trường niệm Phật cho thường rồi thôi mới thấy niệm Phật điều quấy ta hãy lánh xa cứu mẹ cứu cha cứu quyền thất tổ niệm đi bôi bổ kinh lực bên trong niệm thấy giống dòng đảo bồng phương đảo niệm đi quỷ giáo đạo thảo hiền nay niệm mãi niệm hoài niệm ngày niệm tháng niệm đừng có chán niệm sáng trí liền đừng có ô phiền của tiền chi nữa niệm nhiều gội rửa tâm tánh sang trừng niệm chớ vui mừng đừng dừng trở lại niệm không lại bái gian giái gì chi cứ niệm vậy thì từ bi gia hộ đây là căn số trời đã ghi rồi bừng sĩ đang ngồi lô tô diễn tích tại đây nói ít quý vị biết nhiều không mơ thì chiều không thiếu cũng quỷ đây là thế kỷ ta nói dùm cho phải ráng mà lo đắn đo chi nữa niệm Phật đóng cửa đặng sửa đặng tu niệm Phật ngao du lao tù xa lắm niệm Phật cứu canh rồi đến niết bàn niệm Phật bước sang về làng An Lạc niệm ngài Bồ Tát giải thoát của mình niệm Phật đức tin thì mình được thấy những điều làm quay mình lại lánh xa niệm Phật Di Đà quỷ ma bỏ chạy niệm không nguy hại lại bái bên trong niệm chỉ niệm ông niệm dần niệm dông niệm đi đặng sống sao đặng coi đời được sự thảnh thơi chèo bơi cõi phúc niệm đi một chút rồi thấy Phật liền đây là bằng khuyên cầu yên tất cả địa cầu cũng ra nuôi nọ cũng bằng sắp khổ khó khăn ráng hằng tâm tâm niệm đi thấy cảnh Di Lạc hạ miền niệm Phật niệm tiên niệm thần niệm thánh niệm đi ba tánh cái cảnh giả thôi bỏ nó cho rồi ta về quê cũ niệm đi cho đủ sáu chữ hằng ngày đừng lợt đừng phai sống dài biết mây niệm đi rồi thấy tật bệnh tiêu trừ niệm Phật bơ ngừ thì ta thấy rõ niệm đừng có bỏ mở ngõ chỉ đường niệm Phật Phật thương hội trường thầy chấm ta bà ta dám tội lỗi biết nhiều niệm Phật xóm chiều thì tiêu nghiệp chướng ta không phải mướn hát dạo kiếm xu phiên hết người tu mặc dù là khổ dân lệnh thầy tao bôi bổ cho trần chẳng nói dần lân tròn phần chu đâu thì dần dạy bao giáo ly rõ ràng dân lệnh Phật đàn hạ sang xuống thế nhờ ơn hoàng đế thượng phụ ra tay cứu giúp hằng ngày à nên nay tròn vẹn bây giờ không thẹn với hỡi quý người ta vẫn vui tư đại từ học quê dân nguyện cầu tinh tấn cho chúng đạo đồng rồi kể như sông là không gì cảnh ta đâu có rảnh nói chuyện buồn ba Phật Pháp vậy mà Di Đà tâm niệm Pháp rồi khó kiếm được gì thiết trình. Tâm trí minh minh ngoan ngoan như vậy, người đâu có thấy ta nói lời rằng sắp khổ khó khăn sang bằng hết sâu, vậy mà đồng đạo không ráng tiếng màu. Trước một đêm, bây giờ ta phải nói gì đi? Tâm sự một chút với tất cả đạo đồng rồi thôi. Trong một đêm buồn mà thi thơ cũng quá sức, nhiều lắm rồi bây giờ nói bài lô tô, dịch việc nghĩa văn ra văn từ rõ ràng để
trao đổi cùng an ủi quý vị một chút thôi. Bây giờ quý vị có biết canh mấy rồi chăng vậy? Canh ba rồi. Bóng nguyệt đã tàn, trăng lúa phước bóng. Trong buổi đêm dài còn mơ mộng chuyện chi đâu. Ngồi ở đây nhưng tâm trí vẫn não sầu, lo thế sự năm châu ràng buộc. Biết sự thế biết ngày kết cuộc, không biết dân tình có còn được sống. Đến ngày biết chuộc tội lầm xưa, hay đã theo đời mà khổ sở tả tư, quên nguồn cội thì đò đưa ai về được. Trong đêm thanh tịnh, trong chiếc đò nghèo nước ngược chốn sông buồn, mấy lượt xoan qua chừng nào hát bán nhân ca. Chúng sanh còn khổ vậy mà làm sao, suy nghĩ lại ruột đau quặn thắt. Biết nói gì giờ thất ngặt lâm nguy, dạng buồn nói đau làm chi. Nói lời như vậy từng khi nhắc tròn, rằng cố gắng đêm lo ngày, liệu ta đâu có bảo người phải kiểu phải xe. Xuân qua rồi lại đến hè, ta buồn thế giới sợ em đi nàng. Nguy ngập lắm chúng sanh ơi, đừng sáng đừng ca. Hưởng đã đổ mùi rồi đau quá tâm tu. Nhìn coi trăng tỏ sắp lưu, đĩa cầu sắp mi mò ở rừng thu. Ta buồn, buồn thấy sự số điên cuồng giải dột. Đời nay mai không tột không còn. Tại sao mà bá tánh bà con không cố chịu làm tròn bổn phận? Làm hiền hậu với người lân cận, làm việc thiền lành cố gắng đời nay. Làm người, làm tính làm trai, làm người phải biết giờ cả hai mới màu. Tại sao không biết còn thù sâu oán hận, tại sao không tu hành còn giận ác danh? Làm sao thấy được hồi đàn, thấy tiên thấy Phật trần gian kia kìa. Sắp năm nay đổi hết rồi, đổi cánh khuya, đổi ngày, đổi tháng bên kia đổi rồi. Người ơi đổi núi đổi, đổi năm châu cũng đổi rồi, đổi thôi địa cầu. Đậu như vậy nhưng mà có ai đâu biết sầu biết khổ. Chỉ có thương tất cả các vị thầy, các vị tổ không miên. Vì người ta đã có lâm miền, người ta lân cận để khuyên dân tình. Thì người phải khổ lắm, sợ sinh chúng bị linh biển khơi chìm mà đắm mất mình tiêu tan. Vậy mà chúng trần gian đâu có biết, đối với thánh thần quá thiệt, quá khinh. Cho nên một trận lôi đình kỳ này mới biết được chúng mới sinh giàu nghèo. Khổ nè, rồi mắc eo, rồi đau, rồi bệnh, rồi chèo đi đâu. Lưới thiên chụp phát ra địa cầu, để rồi lọc lượt từng đâu người lành. Khổ tới quá, mà tại sao người không có bước nhanh tịnh vậy? Khắp bầu trời có thấy hay chưa? Lót thủy triều dâng nước, lót bão tuyết mây mưa, lót nghiêng đổ, lót tả tư nhà cửa. Lót thì mẹ đã chết con không có sữa, lót cảnh đôi nghèo rồi biết cỡ tựa nơi đâu. Lớp con quán hận cù sâu, lớp thì Phật bắt dịp cầu không qua. Phải lọc lượt chứ, đằng coi ai được người ta ai quay. Phải lọc mới còn, mới thấy tự tại vô biên. Lọc coi ai dữ ai hiền thì là mới lập lại nhà tiên thánh thần. Cũng quý vị đó,
quý vị là Phật, là Thần, là Ân, là Nghĩa, là Gần Như Lai. Quý vị đấy chứ không có ai. Đừng có soi, đừng có bói hàng ngày làm chi. Phật Tiên Thần Thánh vậy thì cũng ta thành đó chớ chi mà tâm khổ thế mấy. Chẳng lẽ bầm giả cấm giả điếc bụi ngón tàn nước kiệt nhà tan. Chừng nào được sự khai quang bình minh ta đâu có ở lại nói sang nói sự thấy không. Còn khổ lắm còn giả còn mắng nhiếc. Còn độc thân còn tiếc của gian tà. Con thì đánh chết mẹ cùng cha vợ chồng cách để chia xa tài sản. Thì chưa được ổn, chưa được mạng, cho nên mình còn vẫn ngồi chờ. Rồi tập đón đón sao, như đần đã nhịp từ tao, bây giờ biết nói làm sao với người thôi. Cầu chúc hết được vui tư thịnh vượng, ráng mà niệm Phật, tâm mình sung sướng biết nhiêu. Niệm đi cho quả nghiệp được tiêu, niệm đi rồi thấy Phật thiên kiều lâm xa. Niệm Phật đi quý cô, quý chị, quý bà. Niệm danh Bồ Tát, niệm bà Quán Âm, đứng đi rồi lại ngồi nằm, niệm hoài, niệm mãi tu tâm sao nhàn. Niệm đi thấy Phật rõ ràng, về thuyền bằng chở bước sang Phật đài. Ta còn ở đợi bến trần ai lâu lắm. Ta chịu mưa, chịu dẫm bể bùng, chịu điên, chịu giải, chịu khùng, người không biết cứ hợp hồn mắng chơi. Ta xuống đây đâu có bồng, đâu có bưởi, ta xuống đây không tích tử gian ta. Đến xuống đây khuyên người mà, để cùng lại dư ba gia, mong cụ thể cõi ta bà này hiền hậu. Miếng đất lành rõ ràng chim đang đầu, sao quý vị không chịu làm lành rồi nguyện thấu trời cao. Chịu buồn nơi có trăng sao, đêm dài nước mắt còn trao còn đây. Nói với đồng đạo, ta khổ lắm cánh chày nắng quá lộn lỡ giờ này không yên. Thật là giấc ngủ chẳng tiền miên, cương cho bà tánh đảo điên quay cuồng. Làm sao bừng sĩ yên mà ngủ được, mà đường về Phật được đi xuống. Ta còn ở lại đống tuồng giả thôi. Xin ba tánh để đừng bôi, xin quy người quỳ mà niệm Phật để rồi coi Phật ngài. Xin cô bác bà con sám hối đi rồi trả nợ cần ai. Sau này niệm Phật có Như Lai gia trì. Thế gian khổ đâu có gì tồn tại, chỉ có đức lành để lại ngày sau. Kính thưa bá tánh đồng bào cùng là đạo hổ, sớm mơ nào học chăm. Học phải chịu đó, vì mình đã sai lầm buổi trước, nay quả căn mình trả được thì mừng. Đừng có đau sầu thì Phật Pháp mới chấn ngưng. Đừng có bất thối thì mình để lên nửa lần mấy tình. Đừng có sợ, phàm trần này còn bụi dính, ta cứ tu mãi tu hoài, đừng có toan tính sự trăng đêm. Mong mình đừng có đua chen, hay là lấn áp trong phen giàu nghèo. Thôi cố gắng đi để chống chèo cùng thầy tổ. Bụi gian nguy mình giác ngộ hơn vàng. Biết tu rồi thì bờ bến Phật ta được sang. Chậm hay mau lẹ cũng bước lên đàn về quê cũ. Mong đồng đạo giờ này quy phúc tổ, còn đừng nhớ đến bằng hèn ví dụ ăn xin. Xin tiền xin bạc xin tình, hay là xin thơ xin lễ xin tình huynh tu hành. Ta xuống đi rảo bước để khuyên lành, sống rồi ta trở lại cánh thanh an nhàn. Đâu có phải xin của xin vàng, mà làm phiền phức họ hàng nắm dấu. Người ơi đâu có hiểu sâu, hiểu đi rồi ta nhắc từng câu nơi này. Đâu có ai xuống đây để làm Phật làm thầy, làm thân tôi tớ canh chì mà thôi.
xin trên bá tánh nghĩ rồi, nghĩ câu niệm Phật, ôi thôi đừng rời, ta xin quý vị bỏ tất cả việc đời để quay về cửa đạo, được thời nhàn an. Xin quý vị xa của xa vàng, để rồi giác ngộ để việc mang vô. Xin quý vị ráng xử kinh năng học, xin quý vị theo thầy để chăm sóc tại trường. Mình học hành để tìm kiếm giảng tình thương, học để sáng để dựng gương đời mà. Học để có để che mưa gió tạt, học để thành giải thoát đông sông. Học thì phải ráng lập công, học thì ráng học cho xong nghe trò. Bài bổn có ráng âu lo từng phút, đêm dậy đi trò lắm lúc nghỉ si. Lật bài ra coi thầy nhắc sở gì, ráng chú đáo đến ngày thi cao điểm. Tâm của mình y rồi kính liền, nếu quyết chí thành trì thì âu yếm lại nay mai. Ngày xưa không tính cuốn sai, bây giờ tính ngộ thì ngày chứng thôi. Ngày chứng quả cho mình rồi mình đâu có biết. Mình cứ tu hoài, tu mãi nghe trò, tu siết tới nơi. Mình tu đừng có mê chơi, đừng nặng tiếng lời to nhỏ làm chi. Tu hành đừng dối nói gì, cứ tu luyện đạo từ bi sau này. Hay mình nói mình tu thì mình gặp Phật, gặp Thầy, gặp Ngài Bồ Tát canh chạy hiển xa. Nực nồng sinh nước ma, cam lộ tắm rửa rồi tâm ta sạch ngần. Ta thiếu gì phép pháp bớ tất cả dạng dân, phép tiên, phép Phật, phép thần gán cao. Ta thiếu gì phép mà tại vì quý vị không biết, quý vị đã bỏ nào. Thiếu gì cảnh trong tuyệt đẹp sáng vào đức ấn, tại vì mình mê nhiễm của thế trần, mình bỏ quên của đạo muôn phần lưu lý. Của phàm đâu có việc gì, sớm còn tối mất khuya ly tan tầm. Còn của đạo là của trời dành, lũ ly bạch nì ngọc cam mì đành tồn lấy. Cái của Phật Pháp đó sẽ trường cổ lâu ngày đâu có mất. Của Phật Trời là bảo vật chân vô, là thiệt chân, là lý tánh tầm cầu, là trong sáng, là đâu có dơ bẩn. Của Phật Pháp mà người còn coi như bẩn giỡn, còn của hồng trần là cáo bợn riêu rông. Ngày nay bớ bớ đau đông, ngày nay trên cõi trần hồng ra chi. Thôi, trong đêm thanh tịnh hôm nay bừng sĩ tặng cho tất cả quý vị một lời niệm Phật, có nghĩa là nhắc. Thôi, chứ bừng sĩ cũng không phải là làm thầy quý vị đâu nha, đừng có buồn. Phải ráng cố gắng dồi trao, sớm kệ chịu kinh cho rồi. Chứ bây giờ mình còn gì nữa hơn, tính toán thì thua rồi, để cho thiên định, mình đừng định nữa. Tất cả đều đã giao lại cho trời, số của trời. Chính mình không giữ được mình mà, thì mình có giữ của tà gian này được đâu, thế gian này được đâu. Nhưng chúng ta nhờ giả tạo chân, nhờ đó chúng ta được biết đường về, và ta có phúc nhiều hơn, phước đức, phước huệ song tu. Nhưng ta không đắm lụy, mượn chiếc xuồng qua biển, mượn cái cầu qua mương, mượn cái nhà để ở, mượn mảnh đất này để gieo trồng mấy cốc nuôi sống bản thân này, tập tu niệm chứ có gì đâu. Nhưng ta không phụ, không trọng, không kinh. Cho nên hôm nay một sự muốn nhắc nhở quý vị cùng an ủi một đôi lời, đó là quà tặng. Ta không có gì trong tay, quý vị nghĩ coi, xuống đây có gì hết, tay trong tay chẳng có chi, có đôi lời lẽ từ bi trao dồi, tặng cho đạo sĩ đang ngồi thấm nhừng mùi đạo, ôi thôi giàu lòng. Kinh dưới kệ lão thông tìm biết, lời minh sư siêu việt mới mầu, lấy kinh nhiều lẽ thâm sâu, hiểu rồi kiểm phúc từng câu mới tường. Đời hay đạo cũng thương tất cả, nghĩa kim bằng cao cả với nhau,
tình thương cốt nhục đồng bào xưa kia có máu có nào bỏ rơi. Thôi ráng nguyện Phật trời được ổn, mình tu hành đâu tốn những gì. Lời lành ý đẹp trao đi dặn rằng, đạo chí hổ vi bụi này. Nghe đức cậu như nghe đức thầy, cố mài cố miệng canh chày nên thân. Chúc quý vị hiền thần có mặt, ráng tu hành thắt ngặt lâm nguy. Cuộc đời xá mẹ việc gì, ta tu ta ráng vậy thì độ dân. Mình cố gắng cầm cân công lý, tâm của mình đại hỷ đại cường. Thứ tha cho chúng trần dương, cùng bạn đồng chí đồng hương với mình. Thương yêu đó là tình của Phật, đại từ bi là vật bảo châu. Ta tìm nước tịnh giải sầu của nguy, ba tánh là ôn có lộc. Bao nhiêu đó bần sẽ nói gì cho tất cả bây giờ. Đêm đã về khuya hết giảng rồi, nói gì nói nữa bớ người ơi. Kệ kinh nhiều quá ôi mang nặng, ta tạm gác đi để học rồi. Học lời văn tự của thầy trao, học lý học thơ được ngạc ngào. Sau này độ chúng thay thầy tổ, tâm tấm của trò sáng như sao. Thầy phải về quê nghỉ đó thôi, trò ở lại đây thay thầy rồi. Làm việc minh minh lo độ chúng, đừng bỏ mọi người quá đơn côi. Lặng lặng chiều buồn có mình ta, thiền tịnh bụ sơn đó kia mà. Ta ngồi chờ đợi thân lặng lẽ, mọi người đi lợi hãy cùng qua. Nào ai có hỏi ông ngồi chi, ông cho tôi biết với vị thì trả lời ông lão đang chờ đợi, chờ đợi khách về chốn từ bi. Không ai quạnh mặt đến hỏi ta, hỏi đi lão chỉ sư Di Đà. Muốn về không khó ta đưa rước, bão tô mưa phong vẫn lướt qua. Chỉ dùm cho chúng ấy đó thôi, mà người không hiểu bạc như dôi. Kìa là dòng suối đang nước cuốn, ắt rằng ba tánh phải nổi trôi. Đời xưa cho đến hẳn đời nay, ta vẫn còn đây khúc chuyện lai. Nào đâu có mất người đừng kiếm, kiếm mãi làm chi kiếm hoài hoài. Kiếm đâu có thấy chỗ nào đâu, chỗ Phật ly chơn qua thâm sâu. Mà người không hiểu âu tầm kiếm, tầm dưới thế gian tầm ở đỉnh đầu. Ôi rồi ba tánh hỡi nô đùa, thấy ánh trời chưa đổi tiết mùa. Mây mưa giông bão ôi quá khác, sao người cứ mãi vẫn hơn thua. Dạng dài thế mấy cũng trắng tay, ta nói dùm cho chúng chân ai. Đi khôn quay lại đo niệm Phật, sám hối tu đi lẫn đêm ngày, thì trời giúp Phật sẽ tha cho. Có bữa có măng ta được no, bệnh tật kia kìa cùng tiêu hết. Thương người quá sức người biết không.